là một môn nghệ thuật. Nó nhắm tới việc người nghệ sĩ bộc lộ được đầy đủ nhất những khả năng của mình. Trong khi các nghệ sĩ đều cần công cụ thể hiện như cây cọ hay cây đàn, thì công cụ duy nhất mà người nghệ sĩ yoga cần là thể xác và ý chí của bản thân họ. Các bậc hiền triết cổ xưa đã ví yoga như một cây ăn quả. Từ một hạt giống duy nhất đã sinh ra rễ cây, thân cây, nhánh cây và lá. Lá đem lại năng lượng sống còn cho toàn bộ thân cây, để rồi sau đó nó đơm hoa kết trái ngọt ngào. Chúng tôi hy vọng với buổi tập ngày hôm nay đã đem lại cho quý vị có những trải nghiệm thú vị về yoga trong cuộc sống. Chúc quý vị một ngày mới vui khỏe và an lành. Xin kính chào và hẹn gặp lại!